Người cứ đi theo ta mãi làm gì? Ngài vẫn chưa đồng ý đưa ta lên thiên cung mà. Chút chuyện nhỏ thế này, phải đó, không đến nỗi chứ. Vì chút chuyện nhỏ như thế, phải đấy, không đến nỗi. Thượng đức tiên quân, kẻ cãi lại tiên quan, chém. Kẻ lén tháo xích sắt, chém. Kẻ trộm đồ cúng, chém. Đây chính là kết cục khi không nghe lời. Tức giận hả? Không phục hả? Muốn trách thì phải trách con yêu hầu kia. Hắn đại náo thiên cung, mạo phạm luật trời. Nếu không, các ngươi cũng không đến mức thuộc quyền quản lý của ta. Lão ngu. Đủ rồi, đủ rồi, ta tự gấp. Ngu thúc, thúc gầy hơn ta tưởng tượng nhiều. Đại thánh, tỉnh rồi à? Tỉnh rồi à? Ngồi đi, ăn một ít. Huynh đánh ta làm gì? Ta nói này, ngươi không chịu đòn giỏi như trước kia nữa. Lão Tàng Như Lai phong ấn pháp lực của ta rồi, làm sao ra ngoài được vậy? Ta và đại thánh cùng ra ngoài, ta muốn ngài đưa ta lên thiên cung. Ai đồng ý đưa ngươi đi hả? Ta nhớ trong truyện, không phải các ngươi có bảy đại thánh hả? Đó là chuyện quá khứ cả rồi. Ăn đi. Dì ca đâu? Hắn à? Có lẽ sống tốt hơn chúng ta một chút. Không nhắc đến nữa. Đúng rồi, người sau khi ra ngoài có dự định gì? Đánh lại. Ngộ Không lão đệ, ta sắp làm cha rồi. Từ nay về sau, ta chỉ là ta muốn sống yên ổn qua ngày. Ngưu ca, lần trước ta chỉ còn thiếu một chút xíu thôi. Lần này chắc chắn ta có thể thành công. Quả nhiên giống như ta nghĩ, vẫn là Tôn Ngộ Không kia. Ăn đi, ăn nhiều vào, ăn nhiều lên. Nhóc con, đi thôi. Vội vàng như vậy, đi đâu thế? Đại tổ, đây chẳng phải Tề Thiên Đại Thánh năm đó một mực cố chấp đại náo thiên cung sao? Nhờ ngươi mà thiên đình mới dần lây sang yêu giới, hại bọn ta đều không được sống yên ổn. Hôm nay có phải chúng ta phải tính toán nợ nần không? Trói hắn lại. Lên.
con khỉ thối thà. Lúc thành công thì đi theo ta. Ta gặp nạn, các người có mấy ai nghĩ đến ta không? Lúc ngươi thành công, có từng nghĩ đến bọn ta không? Đại thánh cẩn thận! Đây chính là số trời. Chấp nhận số phận đi. Ông đã không bao giờ chấp nhận số trời. Ta đánh bại trời, ta chính là trời. Người vẫn không hiểu ra. Nhóc con, tránh ra. Không được ức hiếp đại thánh. Hắn không phải đại thánh gì cả. Ngài ấy phải. Trong lòng ta, ngài ấy mãi mãi là Tề Thiên đại thánh. Trúng kế của con khỉ chết tiệt kia rồi. Phu nhân, thế nào? Không sao chứ? Đi nấu cơm. Được. Được rồi, ngươi mau dậy đi. Mau dậy đi. Không dậy đấy, không dậy đấy, không dậy đấy. Ngươi thật là ngươi. Đâu? Đại ca, ngươi nặng chết đi được. Không được ức hiếp đại thánh. Được đấy. Đại thánh, tại sao họ lại nói ngài không phải đại thánh? Có những người đi theo ngươi mãi thì mất đi đức tin, mất đi trái tim. Nghĩa là sao? Ta phải giúp bọn họ tìm lại trái tim kia. Tim, tim gì? Ở đâu? Đi, cùng ta đi lấy gậy kim cô.